Vâng, xin được kính chào quý anh chị em quay trở lại với kênh của em Tới Ô Tô tại địa chỉ cơ sở 2 số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Trên thị trường xe đã qua sử dụng, bên em về thêm một mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu số tự động, sản xuất 2018, nhập khẩu Indonesia, cá nhân một chủ chạy 5 vạn quý anh chị nhé. Vâng, biển thành phố, cùng em chiêm ngưỡng chiếc xe mới về bên em. Thì chiếc xe này nước sơn của một chiếc xe cũng rất là khá là mới. Bên em về mới chỉ dọn dẹp qua và rửa, chưa hề làm bóng. Xe độ bóng của chiếc xe còn rất là nhiều. Thì xe cũng được trang bị đèn bóng LED, bi LED quý anh chị nhá. Vâng, đèn chiếu sáng sương mù và phần can lăng với phần viền cụm đèn cũng được mạ cờ rôm. Vâng. Những thanh ngang ôm trọn với biểu tượng Toyota này được mạ cờ rôm phần và lưới tản nhiệt rất là to, mát. Lốp xe vẫn còn rất dày nha quý anh chị. Lốp xe vẫn còn rất dày. Vâng. La răng đa chấu được đúc hợp kim với la răng 17 inch. Vâng. Gương kính đều được chỉnh điện quý anh chị nhá. Vâng, tay nắm cửa được mạ cờ rôm và ốp chắn chống xước. Xe được trang bị thêm rè chắn mưa. Vâng, ốp bậc lên xuống và đường viền của kính có thêm đường mạ cờ rôm quý anh chị nhá. Vâng, xe được lên rất nhiều đồ. Cụm đèn trước sau đều có đường viền mạ cờ rôm. Cụm đèn sau dạng đèn LED. Xe phiên bản mới, form mới. Đuôi vây cá phanh trên cao, cảnh báo cho mọi người dễ chú ý hơn. Vâng, lốp sơ cua chưa hạ quý anh chị nhá. Lốp sơ cua chưa hạ. Xe được trang bị rất là an toàn, camera lùi và cảm biến lùi quý anh chị nhá. Vâng. Vâng, cốp được trợ lực đẩy rất nhẹ nhàng. Nội thất xe rất là thơm, mới. Xe được trang bị cả ốp chống xước cho xe quý anh chị. Vâng. Mời quý anh chị cùng em vào bên nội thất bên trong khám phá. Thì với số tự động máy dầu đây thì xe được trang bị ghế chỉnh điện và ghế da nguyên bản theo xe. Vâng. Phần cánh cửa của chiếc xe thì cũng được trang bị pha da theo màu nội thất của chiếc xe. Phần chỉnh kính. Vâng. Và chỉnh gương quý anh chị nhá. Xe cũng được thiết kế đèn chiếu pha và tắt bật cảm biến. Thêm phần mở nắp capo và mở bình xăng quý anh chị. Vâng, da vô lăng thì được bọc da, thêm lẫy chuyển số thể thao. Rất mới phong cách. Chiếc xe có đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng với các nút bấm kết hợp với màn hình DVD phía bên trên. Màn hình nguyên bản theo xe quý anh chị nhé. Vâng, xe được trang bị 7 túi khí rất là an toàn. Điều hòa của chiếc xe này vẫn là dạng điều hòa chỉnh cơ, chưa lên đời được như các loại xe khác là chế độ điều hòa auto. Phiên bản vẫn còn hạn chế. Chiếc xe phần táp lô cũng được pha da đây quý anh chị nhé, với đường chỉ theo đường viền của táp lô rất là đẹp. Vâng, xe được trang bị hàng ghế thứ hai thì ngồi rất là ít, hầu như là chưa ngồi lên, là chưa có một nếp nhăn. Vâng, thì trần thì vẫn là dạng trần lỉ và có cửa gió sau quý anh chị nhá, mát đến từng chỗ ngồi. Ốp bậc chống xước. Chiếc xe bên em về thì cũng phục vụ nhu cầu của quý vị. Thì chiếc xe bên em luôn cam kết cho quý anh chị là chiếc xe không bị lỗi, tai nạn ảnh hưởng đến khung kết cấu gầm xe. Chiếc xe không bị tháo cầu máy.
và giấy tờ an ninh luôn luôn là rõ ràng cho quý anh chị. Và chiếc xe bên em cũng hỗ trợ cho quý anh chị lên đến 70% trả góp ngân hàng. Thì quý anh chị, chiếc xe bên em đang bán với giá là 970 triệu. Quý anh chị chỉ cần 270 triệu là có thể sở hữu một chiếc xe. Quý anh chị chỉ cần loanh quanh đâu đó 300 triệu là có thể sở hữu một chiếc xe trong tầm tay. Vâng, với một chiếc xe máy dầu vô cùng tiết kiệm nhiên liệu, tính kinh tế cao, thì chiếc Toyota Fortuner nó là mục tiêu của các hộ gia đình với gầm cao, xe 7 chỗ, chạy gia đình rất là tuyệt vời. Vâng, xin kính chúc quý anh chị một ngày thật nhiều sức khỏe. Và rất mong quý anh chị ủng hộ kênh cho em tới ô tô. Số điện thoại của em là 0977 500 055. Và địa chỉ của em là số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Vâng, rất yêu mến anh, các bác và anh chị. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị ở video tới.